Kim So Yeon, ác nữ penthouse, Lee Sang Woo và màn mượn rượu tỏ tình gây bão khắp xứ Hàn. Penthouse 2 hiện đang là siêu phẩm gây bão khắp châu Á, đem đến danh tiếng cho dàn diễn viên trong phim, và ác nữ Kim So Yeon là nhân vật nhận được sự quan tâm hàng đầu của công chúng. Trong những thước phim đầy tính drama của Penthouse, tình duyên của nhân vật Jeon Seo-jin do nữ minh tinh này đảm nhận vô cùng trắc trở. Nhưng ở ngoài đời thật, nữ diễn viên đã khiến cả showbiz Hàn phải ngưỡng mộ không thôi vì cuộc sống hạnh phúc bên chàng bạch mã hoàng tử của làng điện ảnh xứ của sâm Lee Sang-woo. Chuyện tình của cặp đôi này bình dị nhưng đầy hạnh phúc, trở thành của hiếm giữa chốn showbiz đầy rẫy những cuộc hôn nhân chóng nợ sớm tàn. Cặp đôi trai tài gái sắc sinh ra như định mệnh anh yêu em. Kim So Yeon sinh năm 1980, chính thức gia nhập làng giải trí khi mới 14 tuổi. Với nhan sắc và vóc dáng trưởng thành nổi bật, nữ diễn viên nhanh chóng lọt vào mắt xanh của các đạo diễn có tiếng. Chỉ trong vòng 3 năm đầu sự nghiệp, cô đã tham gia hơn 10 tác phẩm, nhanh chóng trở thành sao tin đình đám hàng đầu hồi thập niên 90. Vào đầu những năm 2000, cô vươn lên hàng ngũ các ngôi sao hạng A của làn sóng Hallyu với vai diễn ác nữ Mưu Mô, thủ đoạn trong Tình yêu trong sáng, đóng cặp cùng ngọc nữ Cherim. Không chỉ hoạt động trong nước, Kim So Yeon phủ sóng trên màn ảnh rộng, màn ảnh nhỏ xứ Trung qua hàng loạt tác phẩm. Thậm chí, người đẹp còn có vinh dự được góp mặt trong tác phẩm Thất Kiếm của vị đạo diễn hàng đầu Hoa ngữ Từ Khắc. Nổi tiếng là vậy, lại từng hợp tác với hàng loạt nam thần đình đám Hàn Trung, nhưng Kim So Yeon không vướng bất kỳ lùm xùm hẹn hò nào trước khi gặp chân ái của đời mình, Lee Sang-woo. Người đẹp cũng gần như nói không với scandal, chiêu trò. Ồn ào duy nhất trong sự nghiệp của cô có liên quan tới lần xuất hiện tại Liên hoan phim quốc tế Busan năm 2007. Còn nhớ khi đó, Kim So Yeon diện một bộ trang phục hở hang gây sốc nhất lịch sử liên hoan phim danh tiếng này, trở thành tâm điểm chỉ trích khi cô xuất hiện trên thảm đỏ. Những điểm trên của Kim So Yeon rất giống với Lee Sang-woo. Nam diễn viên này trở nên nổi tiếng nhờ tác phẩm First Wish Club từ năm 2007. Từ đó đến nay, Lee Sang-woo hợp tác với nhiều nữ thần màn ảnh, nhưng gần như miễn nhiễm với tình hẹn hò. Tin đồn tình ái duy nhất trong sự nghiệp của Lee Sang-woo trước khi gặp Kim So Yeon từng xuất hiện vào năm 2012. Vào thời điểm đó, anh vướng tin đồn phim giả tin thật với nữ thần sắc đẹp xứ Hàn Sung Yuri trong bữa tiệc của các vị thần. Tuy nhiên, nam diễn viên đã ra sức phủ nhận. Ngoài ra, anh cũng là mẫu nghệ sĩ nói không với scandal chiêu trò. Hai diễn viên đã luôn sống chăm chỉ, miễn nhiễm scandal và nói không với tin đồn tình ái để tập trung vào sự nghiệp cho đến khi họ tìm thấy nhau trong đời. Cặp đôi vàng và màn mượn rượu tỏ tình gây bão khắp xứ Hàn. Số phận đã để Kim So Yeon, Lee Sang Woo gặp gỡ và phải lòng nhau theo cái cách mà người trong cuộc không ngờ tới. Năm 2016, họ xác nhận tham gia diễn xuất trong phim Happy Home, Gia Hòa Vàng Sự Thành, hóa thân thành cặp đôi yêu nhau. Trước đó, hai ngôi sao chưa từng gặp gỡ, nên ban đầu trong họ xuất hiện những cảm xúc xa lạ, e dè dành cho đối phương. Happy Home ghi hình trong nửa năm và trong suốt vài tháng đầu tiên, họ gần như chẳng nói chuyện với nhau câu nào. Ngoài những câu thoại ngọt ngào nhưng thật mà không thật, không thật mà lại quá thật trong phim. Trong thời gian đầu, Kim So Yeon, Lee Sang Woo chỉ xem nhau như những người đồng nghiệp không hơn không kém, tham gia diễn xuất vì lợi ích chung của đoàn phim. Tuy nhiên, họ cũng có ấn tượng rất tốt về nhau dù có giai đoạn gần như không trò chuyện với đối phương. Chuyện phim giả tình thật không mới, thậm chí là điều thường thấy trong thế giới của các diễn viên vì họ rất bận rộn và ít có cơ hội tiếp xúc với người ngoài ngành. Thế nhưng, ấn tượng với nhau vì chuyện trang phục, quần áo thì chắc chỉ có vợ chồng Kim So Yeon, Lee Sang Woo. Kim So Yeon từng kể cô có ấn tượng sâu đậm với những bộ trang phục mà Lee Sang Woo thường mặc tới trường quay. Về phần Lee Sang Woo, anh để mắt tới Kim So Yeon vì sự tỉ mỉ, chu đáo. Nam diễn viên ấn tượng với Kim So Yeon vì luôn sẵn sàng thay đồ trước khi lên phim trường để dành thời gian chuẩn bị cho các bạn diễn khác. Hành động thể hiện lòng tốt và sự quan tâm tới người xung quanh của mỹ nhân họ Kim đã khiến Lee Sang Woo cảm mến. Anh thầm ngưỡng mộ Kim So Yeon vì là sao hạng A nhưng cô vẫn luôn khiêm tốn. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Hai con người từ chỗ có ấn tượng tốt về nhau chính thức rung động trước đối phương nhờ một tình huống. Trong phân cảnh hai nhân vật chính đi xe đạp của Happy Home, Kim So Yeon ôm eo Lee Sang Woo thể hiện những cử chỉ mùi mẫn. Cảnh quay đã trở thành chất xúc tác trong chuyện tình giữa hai ngôi sao, khiến họ xích lại gần nhau hơn bao giờ hết. Mỹ nhân họ Kim từng thừa nhận rằng cô rung rinh trước Lee Sang Woo chính trong phân cảnh này. Dù đã rung động trước đối phương, nhưng cả Kim So Yeon và Lee Sang Woo đều không sẵn sàng bày tỏ tấm lòng mình. Mãi tới những tuần cuối cùng của quá trình quay phim Happy Home, Lee Sang Woo mới có dũng khí để tỏ tình với người trong mộng. Anh nhận ra trong cuộc đời này, anh nhất định không thể vượt mất cô gái tốt này. Vào một buổi sáng nọ, Lee Sang Woo gọi điện cho Kim So Yeon khi anh đã có sẵn hơi men trong người. Nhưng anh lại ngập ngừng, không dám bày tỏ trực tiếp. Nghệ sĩ hài Jung Chang Woo ngồi bên cạnh đã giật điện thoại từ tay Lee Sang Woo và thú nhận thay cho tài tử họ Lee. Sang Woo nói rằng nó rất thích em đó, So Yeon.
Kim So-yeon khá bối rối, cho rằng Lee Sang-woo lúc này đã say, đang nói đùa với mình. Chính vì lẽ đó, họ vẫn chưa chính thức trở thành một đôi. Không lâu sau, tiếp tục xảy ra một sự việc khác, và đó chính là cột mốc đánh dấu sự ra đời của cặp đôi trai tài gái sắc Kim So-yeon Lee Sang-woo. Vào ngày hôm đó, Lee Sang-woo đã nói qua điện thoại với diễn viên Lee Sang-yeon rằng: "Chờ tôi chuyển máy cho bạn gái mình." Và tài tử họ Lee liền đưa điện thoại cho Kim So-yeon. Dù không bày tỏ trực tiếp nhưng hai người họ đã chính thức trở thành một đôi theo cách vô cùng tinh tế. Kim So-yeon, Lee Sang-woo chính thức hẹn hò trong những tuần cuối cùng của quá trình quay phim Happy Home. Có những hôm họ dành cho nhau hẳn 15 tiếng đồng hồ để hẹn hò tại nhà hàng. Cặp đôi gặp nhau vào lúc 7 giờ sáng và tới tận 10 giờ tối mới nói lời chào tạm biệt. Quá trình như vậy lặp đi lặp lại trong nhiều ngày giúp họ hiểu thấu về đối phương. Khi được hỏi về lý do khiến quyết định nắm giữ Lee Sang-woo cho bằng được, Kim So-yeon bày tỏ, chính những bộ trang phục sân cũ mà Lee Sang-woo thường mặc tới trường quay đã khiến anh ấy trông vô cùng tự tin. Tôi cảm thấy Lee Sang-woo không thích phô trương, có thể tin tưởng giao phần đời còn lại cho anh ấy. Câu chuyện công khai có 102 trong lịch sử. Yêu nhau được một thời gian, Kim So-yeon, Lee Sang-woo quyết định công khai mối quan hệ với công chúng. Tuy nhiên, câu chuyện công khai tình cảm của cô giáo Cheon Seo-jin cũng rất kịch tính và trở thành một kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời cô. Kim So-yeon là nghệ sĩ đa năng, cô không chỉ diễn xuất tốt mà còn sở hữu giọng ca truyền cảm, được tham dự chương trình hát giấu mặt King of Mask Singer. Thế nhưng, trước khi ghi hình chỉ một ngày, một phóng viên đã gọi cho Kim So-yeon thông báo sẽ công khai tin tức cô và nam diễn viên Lee Sang-woo đang hẹn hò. Ác nữ Penthouse đồng ý công khai, nhưng vì lo sợ sự việc rùm beng trên các mặt báo sẽ làm ảnh hưởng tới tâm lý tham gia chương trình, người đẹp đã xin phóng viên lùi thời điểm đăng tin và nhận được sự đồng ý. Tuy nhiên, một trang tin tức khác cũng biết được thông tin này và đã ra đòn đánh phủ đầu trước khi So-yeon lên sân khấu vài tiếng. Rất nhiều phóng viên khác đã liên lạc với nữ diễn viên, khiến cô cảm thấy áy náy với người phóng viên đầu tiên. Để bù đắp cho vị phóng viên này, người đẹp đã quyết định thực hiện một buổi phỏng vấn độc quyền qua điện thoại và chia sẻ những kỷ niệm đáng nhớ trong mối tình với bạn trai. Vì mãi trả lời phỏng vấn, Kim So-yeon đã không kịp trang điểm và làm tóc trước khi lên sân khấu. Nữ diễn viên quyết định để mặt mộc suốt màn trình diễn và dùng tiếng hát để làm lay động trái tim khán giả. Đến khi lột bỏ chiếc mặt nạ, khán giả mới ngỡ ngàng nhận ra diện mạo thật của nữ diễn viên sinh năm 1980. Dù không thể đi tiếp vào vòng sau, nhưng màn trình diễn, cả gương mặt mộc sắc nét cũng như bản lĩnh đối diện với tình cảm bị khui ngay trước giờ gờ của Kim So-yeon đã khiến khán giả vô cùng khâm phục. Cuộc sống hôn nhân ngập tràn màu hồng như cổ tích ngôn tình. Vào ngày 9 tháng 6 năm 2017, lễ cưới bí mật của Kim So-yeon và Lee Sang-woo được tổ chức. Nam tài tử hứa sẽ mang đến những điều tuyệt vời và hạnh phúc cho Kim So-yeon. Cuộc sống hôn nhân của cả hai trải qua vô cùng tình cảm và ngọt ngào. Dù đang ở đâu, Lee Sang-woo cũng dành thời gian nghĩ về vợ. Kim So-yeon kể rằng, cứ mỗi lần có công việc phải ra ngoài, anh ấy đều mang về thứ gì đó cho tôi, như bánh bao chẳng hạn. Cặp đôi cũng thường xuyên động viên, cổ vũ nhau trong công việc. Đây có thể là một trong những bí quyết giúp họ giữ gìn cuộc hôn nhân hạnh phúc. Mới đây, Lee Sang-woo cũng đã góp mặt trong tác phẩm Penthouse như một cách ủng hộ vợ yêu. Nam tài tử họ Lee nhìn Kim So-yeon bằng ánh mắt trìu mến, liên tục cổ vũ bà xã trong hậu trường. Những hình ảnh hạnh phúc, chân thực đó khiến người hâm mộ phải thốt lên rằng làng giải trí Hàn vẫn có nhiều cặp đôi vàng giữa chốn showbiz đầy thị phi.